Xin chào mọi người. Mẹ Lanh đang bơm máu. Mẹ Lanh và mẹ Thư đang bơm máu. Ôi vui sao quá là vui. Máu. Xin chào. Hôm nay bơm máu làm gì ấy? Hôm nay mình bơm máu để mình ném bạn thư ký lấy được bán nháp người. Thế mình. Người rồi mẹ cho cháu thư. Bỏ mẹ. Chết rồi.